Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Mùi Trái Cây nha. Hôm nay Mùi chia sẻ với cả nhà cái món mực xào cần tây nha. Món này ăn cũng rất là ngon mà dễ ăn nha. Mực á, mình chỉ cần mình rửa sạch sẽ rồi phi hành rồi mình xào lên như thế này nè. Nó sẽ rất là ngon nha. Khi xào chín mình sẽ cho thêm một ít cần tây vào nha. Nó ngon lắm luôn đó cả nhà ơi. Mực này á, là mực trứng. Bữa hôm hai chị em về ghé chợ Điện Biên mua, nó có trứng nha, rất là tươi ngon. Mình về mình để riêng từng phần nho nhỏ, xong rồi để ở cái ngăn đá đó, rồi mình lấy ra mình ăn dần cũng vẫn được nha, nó rất là tươi ngon á cả nhà. Mình xào lên như thế này nè, rồi mình nêm một ít nước mắm. Một ít nước mắm thôi nha. Đó. Rồi mình xào chín, mình cho một ít cần tây vào nha. Nó rất là thơm ngon nha cả nhà. Mà cái mực nó dai mà nó mềm, ăn rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Có hai mẹ con cho nên là xào ít thôi nha, vừa đủ ăn. Ngon lắm cả nhà ơi. Thơm phức à. Quá trời ngon luôn nè. Mình không cần phải xắt nhỏ ra đâu nha, tại con mực trứng á, nó nhỏ, nó không có lớn cho nên là mình không cần phải xắt nhỏ ra, xào nó sẽ bị nát nha. Mình để vậy á, nhìn nó đẹp hơn nha, thì nó đẹp mà khi mình làm đồ ăn á, nhìn nó bắt mắt, nó ngon hơn nha. Giờ thì cho ra dĩa và mời cả nhà cùng ăn với gia đình Mùi Trái Cây nhé. U90 á, cũng rất là thích ăn cái món này. Vậy nhỏ em á, bữa hôm hai chị em về á, là ghé chợ Điện Biên mua một ít về để dành cho U90 ăn nè. Wow cả nhà ơi, ngon lắm luôn đó. Rất là hấp dẫn ha. Món này thì ai cũng thích ăn luôn đấy cả nhà. Nóng hổi á, vừa thổi vừa ăn. Cái này ăn với cơm trắng U90 rất là thích luôn nè cả nhà ơi. Wow. Quá trời ngon luôn đó. Thêm một ít ruốc cá này, một ít nước mắm mặn nữa nè. Mà ngoài thì U90 thì hay ăn mặn hơn một tí nha. Đó, mời cả nhà cùng ăn bữa cơm quê với hai mẹ con Mùi Trái Cây nhé. Rất là ngon cả nhà ơi. Ăn đơn giản vậy thôi ấy, nhưng mà ngon lắm á cả nhà. Hai mẹ con hai chén cơm, một dĩa mực xào, thêm một ít ruốc cá, một ít nước mắm. Vậy là ổn rồi đó cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Mùi Trái Cây nha. Hôm nay nha, có hai mẹ con ăn cơm mà. Mà cả nhà ăn cơm với lại U90 nha. Hôm nay có mực xào này, ruốc cá này, tí nước mắm mặn này. Đó, rất là ngon. U90 cũng rất là dễ nuôi. Ăn bát cơm sống đơn giản này là xong. Là thầy mời cả nhà cùng ăn Mà nhà cơm với quê hai mẹ con Mùi Trái Cây nhé. mà nhà quê thì dễ nuôi thôi. Mời cả nhà ăn cơm với hai mẹ con Mùi Trái Cây nhé. Con nên lấy kéo cắt mực cho mẹ ăn nhé. Thôi Cắn được hả? Mực chiên nước mắm nè cả nhà. Mực xào với lại một con bé vậy á. thì con bé là một trứng nè, nó có trứng rất là ngon cả nhà. Chỗ là mình xào với nước mắm, tí hạt nêm, một chiên nước mắm cũng được, rất là ngon. Mình lấy có tí nước mắm là sao nhiều cả. Ăn mặn á. Cái con mực này nó mặn sẵn rồi mẹ. Mà nêm nó hơn quá nữa là nó mặn luôn. Kỷ niệm đi về chị yêu trứng vào ăn nữa. Rất là ngon. Nhạt nhờ, nhạt nhẽo. Nhạt hả? Nó hơi mặn hả? Không, nó lại ăn được. Ăn vừa thì mọi người đã thôi. Còn một chút ngon rồi. Cắn được không? Ừ.
dài. Một ngày là không phải một người đâu, một biển đấy. Một biển mà. Mực xào với cần tây, hoặc là mực chiên nước mắm đều ngon nha. Rất là ngon đó cả nhà. Cơm quê, mà cả nhà ăn cơm quê cùng với hai mẹ con nhé. Cơm quê đơn giản mà ngon. Cả nhà yêu thương nhớ tặng like. Tặng like nhé. Chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình trên kênh nhé. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ mình trái cây.